Hello nhá, chào tất cả các bạn nhá. Đây là Đà Lạt thu nhỏ Hải Phòng Đồ Sơn. Ai viết lên thân tre đây? Quá mát mẻ. Con đường mê cung. Công viên thủy tinh. Đây là khu đồ chơi, khu vui chơi, các trò chơi. Đây là hang khủng long nhá. Đi vào hang khủng long. Wow, khủng long trong đây này. Đây là đường vào vườn thú Hòn Dấu nha. Đi đâu? Càng uống càng khát. Sư tử trắng, hổ thiên nga, gấu, hươu sao. Đây là sư tử nha. Đây là sư tử và đang đi ở dưới kia cũng là sư tử nha. Ở đây nhìn thấy có 3 con nhưng mà sao 4 con nhỉ? Sư tử thật luôn đấy, không phải sư tử giả đâu nhé. Ba con sư tử đang nóng, đang núp. Hoa đẹp. Đây mà con, đi vào đây. Đây là con công này. Đấy, con công này. Công đẹp chưa? Bạn công ơi. Bạn công ơi. Bạn công.
Đấy, con công ấy. Đi. Khám phá công viên thú Hòn Giấu Đồ Sơn. Gấu trúc này. Ừ, hai con gấu luôn. Con này không sang gần được nhá. Đây này, con này to này. Con này á. Ừ. Gấu trúc. Con kia bìa. Đây này, con này gần đây này. Nhìn đi. Ủa, con gấu đấy, ghê chưa. Con đi công viên nước, xong là con điền lẩu. Tí nào lên Hà Nội, cậu phải cho con đi những cái chỗ đấy. Cậu nghe gì chưa? Em khăn nước. Khăn nước. Hai của mình một chai nước rồi đấy. Đây này con. Uống nhiều á. Gấu ăn thịt đấy. Không uống đâu. Và đây là các chú nai vàng ngơ ngác. Bà ơi, con hươu kìa. Con hươu, con nai đấy, con hươu. Đang là gì? Con hươu hay con nai? Đây là con hươu nhá. Không phải con nai mà. Con nai sao có sừng được? Con hươu phải cao cổ chứ. Cổ nó cao chứ. Con nai. Đây là con nai mà. Con này là con nai. Nhưng mà con nào thịt cũng ngon. Đây là mới không ăn sạc pin rồi. Ừ đúng rồi. Con hươu này, hươu mẹ đang đi này. Cha mẹ ơi. Không mang sạc pin. Hươu ơi. Hươu ơi, kêu to lên. À, nó lườm con hả? Thiên Nga châu Âu. Ừ, Thiên Nga này. Con này con Thiên Nga đây em chỉ. Hai con Thiên Nga. Ừ. Mà anh còn nhiều hơn nhìn này, đây một con ngựa. Có một con ngựa này. Kêu đau chân mà anh kêu đau chân mới được mệt. Ngựa ấy mà có bằng con lợn thôi. Rất chi là lùn. Ngựa đang ăn đấy. Ăn lứa con à. Ngựa ơi. Ngựa ơi. Đấy, con kiều này ra đấy. Con ngựa à. Úi, nó sang rồi đấy. Nó đạp cho ra nó hút đấy, mà. Nó hút đấy. Về tới tận nhà. Anh vàng hí. Bà ơi, đứng ngay rồi. Ừ. Hú hú. Hiêu cao cổ. Hôm nay trẻ lắm. Em nó khó. Đây này, ra đây xem cái đầu của nó này. Đấy, nó ra ngoài đấy. Đấy. Cào thế. Đúng là hiệu cao cổ. À, anh Bin gọi ra đấy, Bin bảo thế. Thế à? Ừ, to thế. Ai bảo em uống nhiều? Nó lùi vào ấy. Nó xem đi. Hiêu ơi hiêu. Dạ uống hiêu. Hiêu ơi hiêu. Gọi hiêu. Hiêu cao cổ. Nhìn đầu con hươu kìa.
con voi này, voi chín ngà, gà chín cựa này, gà sấu. Đây điên này, đi thẳng này. Ừ nhanh lên, ba chờ. Ừ, nhanh lên, ba ở đây ba chờ. Em bò kìa, rụt rẻ lắm. Ừ, con đà điểu đúng không? Nhanh lên, gia đình đà điểu này. Gia đình đà điểu, ấy nó sợ con nó chạy vào chuồng rồi đấy. Con đà điểu nó luôn kìa. Ừ, đà điểu tôi đúng, nó mổ kìa. Nó mổ nó ăn cục kìa. Ngấy, ghê chưa? Ừ, nó mổ thức ăn đấy, thấy chưa? Úi, đang mổ thức ăn đấy. Ngoài đây con đà điểu rồi. Ừ. Con đà điểu rồi. Đi, đi xem cá sấu đi. À, con gì kìa? Nhiều con gà. Hết đấy nhỉ? Gà hả? Gà. Gà. Ba ơi, nhiều con gấu à? Ừ. Ngựa vằn. Hí hí. Tàu biển, đây là gì à rồi? Quấy rồi. Đây đường đi vào. Xuống đây xem cá sấu. Hoa đẹp quá. Quá đẹp. Thật. Có cây nhỏ rồi, lấy về trồng. Đẹp thật đấy. Xanh lè. Ừ, đi con, đi con. Hoa giả đấy. Hoa giả. Sư tử bằng đá này. Không, mình đi qua mà. Chưa đến đâu. Con gì nhỉ? Con dê này à? Ừ. Con sư tử luôn. Mát chưa? Đây có suối này, mát chưa? Cá sấu nhà không nhỉ? Cá sấu. Con cá sấu con củng long ấy này. Khủng long đấy. Mina đi từ từ ấy, không ngã dốc ấy. Đầy trứng khủng long kìa. Toàn cái đẹp thôi. Ơi. Ừ. Khủng long này to quá nhỉ. Mấy thầy trò Đường Tăng đang đi thỉnh kinh, đã đến Đồ Sơn, Hải Phòng. Con cá sấu này đói quá, cắn nhau sứt mỏ rồi. Ba chết mỏ rồi à? Ừ, sứt mỏ rồi. Con ngã ăn lấy đấy, nó ăn lấy nó ăn.
Trở lại hang khủng long và một vòng công viên thú Đồ Sơn đã khép lại. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video sau. Xin chào tạm biệt.